Hello, hello mọi người. Hôm nay bọn mình sẽ đi khám phá di tích lịch sử. Okay. Ở trên đây nha mọi người. Ok. Đi ghê vậy. Phải thấy từ từ chứ. Qua kia phải không? Đâu mày điên. À, qua đây cũng được luôn. Đây cũng được, đây đường dễ chạy mà. Giới giang hồ thời tới chưa mày? Thấy mình tới rồi đó mà. Thời gian không có vũ khí phòng vệ luôn. Hai mình cũng có đem vũ khí theo luôn. Đây có người vô mày ơi. Đấy đây nè. Ừ đây nè. Đây có người vô mày ơi. Ủa? Có người vô mấy trăm sợ anh khùng. Mày điên à? Mày sợ kỳ tao. Thôi tự nó mày tao quay chút này vắng rồi tao quay. Chặt hết cho mày lắm. Đồ ghê. Được, anh em mình làm mấy pha đường cùng cái gì. Sẵn mắt mà anh em mình đồ quá. Thôi được thôi. Gán vô cái kinh nó đi không chịu nữa. Thôi anh em mà hết đường rồi nha anh em. Mình đi review khác. Hết đường rồi anh em ơi. Nè hết đường. Mày quay cái tao quay. Nè hết đường, đây là đất, đây là đường, đây là đất nha anh em. Hết đường rồi. Đâu, đi.
nó phải liền thiệt chứ. Bạn chạy qua rồi mới đi không nha. Ok.